Vậy em thấy em vui không? Dạ. Em thấy nó có ý nghĩa không? Dạ. Nó là ý nghĩa. Thì ăn chay ăn mặn gì nó cũng phải có trách nhiệm mới được. Hãy chịu trách nhiệm đó. Và nó là gì? Nó là một cái bản án ở sau lưng của mình. Mình nên nhớ là lúc nào cũng vậy hết, cái bản án nằm ở sau lưng mình đó. Tại vì con người nó có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Mặt phải thì lúc nào thấy cũng đẹp đẽ, nhưng mà mặt trái lúc nào nó cũng nằm ở sau lưng mình hết. Dạ, là đầu tiên thì cho Nguyễn xin kính chào tất cả các quý vị khán giả đang xem kênh của Nguyễn ha. Thì tập trước khi mà mình nói chuyện với anh Út á, thì mình cũng đã biết sơ lược về cái lý do tại sao mà anh quyết định đi tu và những cái khó khăn trên cái bước đường mà mình mới đi tìm thầy học đạo. Và cuối cùng anh cũng tìm được một cái vị thầy và anh đã bắt đầu là được vị thầy đó nhận. Thì để biết câu chuyện tiếp tục hôm nay như thế nào thì mời tất cả quý vị khán giả cùng Nguyễn và anh Út để mình cùng nghe về cái chủ đề tiếp theo mà anh Út muốn chia sẻ cho mọi người nha mọi người. Dạ, bây giờ mời anh Út nha. Dạ, xin chào khán giả và xin chào những người thân thương của Nguyễn. Dạ, mình cũng ngày hôm qua như cái quá trình qua mình đã nói đó, thì bữa nay mình cũng xin nói tiếp. Và mình sẽ nói cái chủ đề mình bắt đầu mình được đi du học. Và chủ đề này nó là học ăn, học nói, học gối, học sách. Là bắt đầu là mình vô mình học ha. Dạ. Bốn cái đó đầu tiên. Dạ. Rồi. Thì khi bắt đầu anh đi về nhà thì cũng vẫn đi kiếm tiền vậy. Về nhà đi lấy tiền. Bắt đầu đảo xuống. Là đợt đó mình đem tiền nhiều hơn rồi đó ha. À, đảo xuống quyết định học. Lâu ở lâu hơn thì xuống về dưới á, thì ông trước nhất là ông kêu mình là ông thấy ra chủ đề chữ ăn trước, tại vì học ăn, học nói, học gối, học sách. Dạ. Thì học cho một chữ ăn trước thì ông ra chủ đề vậy. Rồi khi mà mình sống là mình ăn sao, mình ăn như thế nào thì mình đâu có biết gì đâu. Thì mình nghĩ cho bình thường thì cuộc sống mình ăn á, thì dù cuộc đời của mình người thường đời thường bình thường thì sáng thì mình ăn gì thì mình ăn, thì ăn ngon ăn dở hay là điều đó là dân dân điều bình thường thôi. Nhưng mà khi chiều thì ông vô hỏi giờ chưa có đáp án chưa, nó có rồi. Như vậy thì chắc có lẽ bản thân của mình nghĩ hồi lúc mình có tiền đó, mình ăn mình uống là đồ ngon, tất cả vô là đồ ngon không. Mình mang từ khổ mà có tiền mà. Nhưng rồi giờ này em trả lời cho anh là từ đây về sau chắc có lẽ là mình ăn á, là mình phải coi. Mình ăn là mình phải coi, mình ăn cái gì và có nên ăn hay không, và có mà để mà cái gì mà ăn hoặc không ăn không, để mình phân biệt nó ra. Cái nào nó bổ quá thì mình không để, gì mình bổ quá thì nó sẽ trở thành nó dư. Thì bắt đầu bản thân mình á đòi hỏi trong cơ thể của mình, thì mình quyết mình đi thì bắt đầu chắc mình phải chịu khổ rồi. Thành ra mình hạn chế mình ăn lại để mà mình sống và để mình học và mình biết thôi, chứ không có để giống như ngày xưa nữa. Giống kiểu mình ăn kia đủ no để mình học thôi, chứ mình không còn như ăn để có thôi. Dạ. Thì ông mới nói anh là không phải. Nếu ăn như vậy thì người nào đời ai cũng vậy thôi. Cái người nghèo thì bây giờ người nghèo á, họ không có tiền thì họ cũng ăn qua lo, ví dụ cháo rau ra họ hái nắm rau vô ăn rồi cũng dòi thôi, chứ có gì đâu. Thì cái đó quá bình thường. Mà tại sao mà mấy ông thầy mình, mấy ông nói, mấy ông người xưa ông nói là học ăn, học nói, học gói, học sách. Nó đâu có bình thường đâu. Nếu mà cái người nghe bình thường thì người ta sẽ nghĩ bình thường. Mà nó không bình thường thì nó không bình thường. Bởi vì em muốn tìm con đường mà để giải thoát thì phải học cho nó kỹ, và phải hiểu và bỏ một cái đầu của mình để mà tìm cho nó sâu xa, chứ không phải đơn thuần. Chứ đơn thuần như vậy thì ai ai cũng đều có, chứ đâu phải mình đến mình. Vậy là trong cái ý này sư huynh muốn hỏi huynh ở một cái chỗ khác, muốn chỉ cho huynh một chỗ khác, nhưng mà mình chỉ trả lời ở cái đời thường nên là chưa được.
chưa. Như vậy là mình tiếp tục ha, vui nút ha. Dạ. Nó không có phải một ngày mà ông dây dưa cho mình, ông không trả lời, ông chỉ nói như vậy á là nó mới được có một phần thôi. Thì bình thường mà một phần thôi mà nó tới 10 phần nữa. Như vậy rồi còn cái giai đoạn sau chắc cũng dài ha nốt. Ờ nó dài. Rồi. Tại vì cái chữ ăn á nó đâu phải ăn đơn thuần. Đâu phải ăn đơn thuần. Tại vì khi chữ ăn á là nếu mà nói con người mà nếu mình đi quyết tử đi học á là phải để tìm cho mình như là mình mà môi tim mổ óc vậy đó. Chứ đâu phải đơn thuần. Tại vì mình thường thường mình thấy người ta đi tu thì ta nhận thấy nó vậy thôi chứ còn thật chắc nếu mà nói đi tường đường giải thoát. Tại sao vậy ông nói là từ xưa nay có mấy ai thành? Không ai thành. Như em á thì em biết á, ví dụ như mình ăn đi. Ví dụ như mình ở tu sĩ tại gia đi thì mình ăn cũng ngày hai bữa cơm. Dạ. Hay là mình nếu mà là người tu cho ly gia luôn đi thì dạ. Người ta cũng ăn chay hay là người ta ăn chín ngọ. Dạ. Là ta trường chay hết luôn. Thì ở trong cái ý này của vị sư huynh mà là thầy của anh đó Núc thì có nằm trong đó không hay là nó còn cái gì mà nó cứ khác xa không? Nó khác. Bởi vì khi mà cái tiếng ăn đó, từ chỗ đó đó mà anh thấy mà hồi lúc mà anh chưa có nghe đi á thì anh cũng có nghe là mình tại mình sống trong một giáo hoàn hảo mà cha mẹ một giáo hoàn hảo mà. Dạ. Thì cũng nghe kế bên nhà đọc đó thì giảng đó thì nói ăn đất nước, ăn đồng bào, ăn tổ tiên, ăn nhân loại đó. Nhưng mà ông nói ông có gồm đó thôi. Nhưng mà mình nó nghe thì mình nó thấy bao dung, mình mở trong bao tim bao lớn thì nó bao lớn, mình mở cái đầu mình lớn bao nhiêu thì nó bao lớn bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà mình có người phàm thì nó giới hạn. Mà giới hạn thì mình đâu nghĩ tới một buổi đó anh tối đêm đó anh không có ngủ được. Anh cũng nghe, anh nhớ lại cũng nghe cái bài kinh của thầy thôi. Mà không nói lúc giai đoạn đó thôi. Như vậy thì anh mới nói cái ăn á, ăn của cha mình á, thì mình lấy chỗ thực tế thôi. Mình lấy thực tế. Thì tại sao mà mình tại sao mà có trời? Mà tại sao có đất? Phải không? Dạ. Phải không biết làm sao mà để giải. Mà mình lỡ gần ống mình hỏi thì hỏi được không được nhiều. Giống kiểu qua lo để cho mình suy nghĩ chứ không có, có ông, giải ông, cho mình luôn ha ông đúng không? Như là ông làm mới người tập cho mình vậy đó rồi ông thảy cho mình ra ngoài biển gì rồi ngoài cái giờ cái nước mình lội từ từ. Tại mình không biết lội mà. Nhưng mà em có một cái thắc mắc gì ha. Là tại vì mới nãy là học ăn, học nói, học gói, học sách gì đó. Là bốn cái đó nhưng mà cái ăn của mình là cái ăn cho cái thể xác hay là mình trả tứ đại trong ăn mà anh đang nói về ân đất nước, ân đồng bào, ân cha mẹ, tổ tiên gì đó. Rồi. Thì cái ăn của cơ thể mình với lại cái bốn cái tứ đại trả bốn cái tứ đại trong ăn đó nó có liên quan tới nhau không anh? Nó cũng có liên quan. Nó có liên quan mà tại vì khi ông bắt mình vô để mình biết mình đã từng nghiệp tại đi theo Quốc Dương. Cho nên nó đi tu theo Quốc Dương á thì ông mới nói tiên á học lễ thì hậu học văn. Yeah. Mà lễ nghĩa phải đàng hoàng, nói năng thì nó phải đàng hoàng. Mà mình là một mẫu giáo á thì đi vô thì học O, A, B, C. Nó y gan như học ở một cái trường đời thôi. Nhưng mà ở đây là nó học được quyền thâm. Yeah. Nó được quyền thâm hơn đó. Là tại vì á, là ăn á, là ở đời á, ông cuối cùng á, là trải qua hết nửa tháng á, 10 bữa nửa tháng. Ông mới thấy anh Bùi nó ngồi hết trơn rồi. Dòng mình không biết rồi đi học mà không biết mà thì ông mới kêu vô ông nói á ông mới lấy lại ông nói bữa đó ông nói á như em nói đó là ăn nó bình thường của cái xác của mình nhưng mà cái linh hồn của mình á người ta đói á thể xác á cái thể xác của mình ăn đói thì ăn cơm ăn rau ăn tất cả những cái hiệu quả trên cái này. Dạ. Nhưng mà khi mà ăn cái linh hồn mình ăn đói ăn cái gì? Dạ. Đó. Ông hỏi rồi, ông hỏi tới đó, ông nói rồi đó, bây giờ ông nói thêm một chút nữa rồi đó. Tự mình nghĩ coi. Để mình loại coi.
Vậy là bắt đầu giờ này là phân chia ra thể xác là linh hồn rồi đó. À, bắt đầu đi vô, đưa thẳng vô linh hồn cho mình. Tại vì mình đi tu mình đâu có biết linh hồn là cái gì đâu. Dạ. Thì ra ông mới nói á, thể xác đói ăn rau ăn cải, anh có quyền anh nhịn ăn cũng được, anh ngăn cỡ nào cũng được, anh sao cũng được. Nhưng mà linh hồn mình ăn cái gì? Ồ, cái trò này cũng khó nha. Tại vì linh hồn của mình không ăn cũng sống. Mà mình tập trung vô cái ăn cho thân thể mình sống thôi, chứ cái vụ mà để cho linh hồn ăn này thì nó cũng cũng hơi khó trong vòng đời nha. Thì mời anh Út chia sẻ tiếp cái phần này hấp dẫn rồi đó. Đó thì bây giờ thì lúc đó mình cũng ngây ngô, thì mình cũng nói mình cũng đang nghĩ, ủa mình sống bộ có linh hồn hay sao? Ông nói có chứ, mày không có linh hồn mà sao mày sống? Bộ mày tính thể xác ăn gì là rồi là sống là chết hết hay sao? Thì mình cũng nghĩ là thật sự vậy thôi. Rồi cuối cùng ông mới nói á, tại vì tại sao con thấy người ta giàu sang bao nhiêu rồi họ cũng phải khổ, mà họ có ăn đầy mâm cao cỗ đầy nhà lầu xe hơi họ cũng phải khổ, mà thì đổi lại cái thể xác của họ đang sung sướng, tội gì họ khổ, Đúng rồi, đúng không? nếu mình đang sung Tội gì họ sướng khổ. mình không khổ thì mình đâu có tìm về cái bên trong. Mà cái khổ này đó là người ta ít, mà nhất là người phụ nữ đó. Ê, từ chỗ đó đó là mà khổ đó. Tại sao mà ảnh mới bây giờ, nếu mà bình thường mà người ta giàu ta có đầy đủ tiền, ta không có tham lam nữa đi, ta đủ tiền ta gửi ngân hàng, ta ăn hàng tháng, ta đi tập thể dục, ta này kia nọ đó, ta sống an nhàn của người ta, tại sao ta phải khổ? Là cưng biết gì đâu phải khổ. Cái anh mới nói không biết, cái nào không biết thì mình nói không biết. Ông mới nói nó cái khổ linh hồn đó, thường thường là người ta nói là gì, khổ tâm đó, khổ tâm mà người ta không bao giờ giải được. Còn những người mình đi bực đi tu hay là bực đi để làm phước đó, là để lấy cái đó để nén nó thôi, nhưng mà nó còn y nguyên đó. Chừng nào ngày mình bỏ cái xác đó là nó mới hết. Nhưng mà cái linh hồn đó, thì làm phước đó, thì được hưởng phước, mà được làm tội thì được đọa đày. Thì thể xác này, bởi vì mấy ông nói là thể xác này nó đâu có giá trị gì đâu, nhưng mà khi mình học hết rồi mình mới thấy cái giác sắc nó có giá trị. Vậy là giá trị nó nằm ở đâu anh Út, trong cái phần thể xác của mình? Cái giá trị á, nếu ở đây á mình làm á, mình không làm cho nên á, mình không làm thì làm sao nó có cái cuộc sống mình có tiền đầy đủ này kia nọ, nhưng mà cuối cùng nó tồn tại là gì? Nó tồn tại ở cái nghĩa của con người. Là có nghĩa là mình làm bằng cái thể xác nó hay là Rồi làm ông sao cái làm này bằng đúng thể không? xác, ông mới nói lại cho anh nghe gì, ông mới nói mình tập sao đó mình ăn là phải có nghĩa, mình làm việc sống ở đời cũng phải có nghĩa, mình nói chuyện cũng phải có nghĩa. Là ba cái đó là học ăn học nói Học gói học sách là mới cái chữ ăn không đó. mà ăn ăn làm là phải có nghĩa phải không? Là mình ăn phải giống kiểu nhìn trước nhìn sau, mình nhìn tội phước mình trả ân tình, hay là mình giữ lại cái ân cái, tình, cái hay là đó là sao nói đó? là liên quan nữa. Mình nói nếu em hỏi gì á, thì nó có một cái ở trên cái trước mắt mình, nó là một cái của nhân quả, là mình dòm thấy à, cái nhân quả là lúc nào nó cũng ở trước mắt mình. Thì chuyện làm của mình, tại sao nói nhân quả mà con người ta phải chịu tội hay là không tội, người ta trốn hay là không trốn, người ta nói làm không giấu được ai mình chứ không giấu được ai gì đó, thì nói sao cũng được. Nhưng mà cái gì của em làm trước nhất là phải làm việc có nghĩa, mà ăn thì phải ăn có nghĩa. Thì ăn có nghĩa là gì, là làm sao bản linh hồn của mình được đừng có bị khổ tâm đó đó, là hai cái dồn lại. Tại ông nói gì, ông nói tu sao phải một xác hai hồn. Tu sao mà một xác hai hồn hả nó? Tu sao một xác hai hồn, Một mình có vậy là tu cái hai hồn đó là hai hồn gì nó? Hay là mình chỉ nói phần ăn thôi, hay tại là vì phải nói cái phần ăn đó đó nó mới ra có chỗ một xác hai hồn. Tại vì cái hồn của mình đó, khi mình mẹ mình sinh ra đó, lớn lên đó là của hồn dạy trong cuộc sống này. Còn cái hồn mà để mà ăn có nghĩa đó, làm gì có nghĩa đó là mới giải thoát, mà khi mình có quá trình mà mình đi vô nữa đó mình mới thấy được nó có liên quan tới ăn, học nói học gói học sách, rồi mới tới
cái chỗ là tâm ý và tình, tâm chân ý chân tình chân mới gọi là đạo toàn chân. Đó là mới con đường để bước vô và để học. Vậy là bây giờ mình đã giải quyết cái ăn rồi phải không? À. Bây giờ mình tiếp tới cái tiếp theo đi. Rồi, là cái ăn vậy là xong chưa hay là còn gì nữa không anh Út? Thì nếu ở đây mình nói với quý vị á, nếu mà nói á, mình nói như vậy á, thì nếu mình nói là nó hơi dài quá, thì tôi chỉ nói tóm tắt nó bao nhiêu. Nếu mà nói, nếu quý vị tôi có nói cái gì đó thì mấy vị bình luận thì cũng thông cảm cho tôi. Vậy thì tôi là người đi học đạo nhưng mà tôi trở về tôi sống bình thường. Dạ. Tôi hiểu được, tôi cân bằng được cuộc sống, tôi mới nói chia sẻ với quý vị. Và tôi có gì sai thì mong quý vị thông cảm cho tôi. Vậy là nói chung cái phần ăn của mình là mình ăn sao mà mình phải có cái nghĩa. Có nghĩa là trong cái chuyện làm, chuyện ăn của mình, mình phải xem xét là mình ăn cái đó là nó xứng đáng hay không. Hay là mình làm như vậy là mình ăn như vậy là có tổn hại hay không. Nếu mà chữ ăn này phân ra trong cái phần tiền bạc nữa đi chẳng hạn, thì nó sẽ là một cái trường hợp khác luôn. Không, tại vì á, cái trường hợp khác đó là tại vì cái thể xác mình á, thì nó ăn á, nó bao gồm, nhưng mà cái ăn mà để mà xứng đáng mà để cho người quyết tử đi học không, tôi nói em anh nói thiệt là nếu người quyết tử đi học là phải có bài bản học, có trường lớp đàng hoàng, là phải có lá bàn phương hướng rõ ràng, chứ ngồi không có ú ớ được, không có mộng tưởng, không có để đón mò. Nếu anh đón mò là anh sẽ bản thân anh sợ lắm, tại vì mà một người mà đi tu, còn tôi bản thân tôi không dám nói tôi đi tu mà tôi làm hiền. Mà người đi làm hiền á là phải biết được là gì. Một là sẽ đền không nổi cái nợ này, đền không nổi. Hai là giải thoát, là một là thiên đàng, là hai là địa ngục đó. Địa ngục đó. Nếu mà đi nhớ, nếu mà muốn đi tu hay là muốn làm hiền hay mình làm phước thì mình sẽ dòm cho nó kỹ và xác định cho nó kỹ rồi mình hãy đi vô. Mà thà là mình sống bình thường như người đời ở ngoài, mà nếu mà mình biết được đi vô thì mình phải cho nó kỹ chứ. Bởi vì em thấy mấy sư huynh cũng khuyên em, Nguyễn ơi em đi tu được không Nguyễn, người này gặp em đi tu đi. À, nhiều người kia kêu em đi tu lắm rồi. À, em có duyên đó, nhưng mà thật sự thì em biết, em cũng từng nghe kinh, cũng từng nghe qua những cái lý Phật hay là những cái video clip, những cái cuốn sách, thì em biết những cái hạnh, cái hạnh làm người, rồi hạnh làm tiên, hạnh làm thánh, ngay cả hạnh Bồ Tát luôn. Vô tới cái hạnh của Bồ Tát rồi là nói thật sự là chỉ một hạnh thôi là mình làm không có nổi. Nên là ai mà kêu rủ em đi tu là em sợ lắm, thôi để em ở ngoài đời em đi quay clip đồ này kia đi. Nhưng mà nó cũng không có gì em ơi. Dạ. Mà anh nói cho em nghe, tại vì khi mình không biết thì mình lúng túng. Nhưng mà mình trải qua quá trình cả chục năm rồi. Rồi mình học xong là bắt đầu mình trở về nhà mình mới làm. Mình làm lúc đó nó mới là hậu hiệu. Vậy đó ha. Là anh đi 12 năm ha. 12 năm liên tục. Rồi xong rồi anh mới trở lại. À Nút ơi, như nãy giờ mà anh em mình chia sẻ vậy đó. Thì vì vậy chốt lại thì mình ăn là mình ăn như thế nào, rồi về phần thân xác, về phần linh hồn anh Út? À, thì khi mà ông nói với anh á là ăn bản linh hồn á, thì ăn làm sao để cho có nghĩa, có cái nghĩa, thì cái gì cái nghĩa đó để mà khi mình đi về nhà mình cũng thấy được ở cái nghĩa đó. Mình làm thì đang mình làm như anh nói nãy đó, chứ về nhà anh làm như vậy á, là như mình ăn cho cái thể xác thì mình ăn rồi. À. Nhưng mà khi sau đó mình về nhà, cái linh hồn mình nó vẫn còn tích trữ được cái phước, cái đức, nó có cái nghĩa là như nó có phước có đức, nó từ dư tới dư, chứ không còn là nó phải dính vô nhân quả nữa, không anh Út? Nó khi bắt đầu mình về nhà, bắt đầu mình nhớ vào nhân quả. Về nhà là mình đã về với vợ con, mình trở lại mình sống, là mình kiếm tiền để mình mằng. Thì nó đây nó đâu có gì đâu. Bây giờ em trở về nhà thì mình biết cái chuyện của mình ăn nó như thế nào vậy, mình nói như thế nào vậy. Thì bây giờ mình ăn á, thì bắt đầu mình làm á. Ăn làm sao nó có nghĩa là gì. Cái nghĩa này thì mình nói tới á, nói tới lòng tới trên luôn.
cái nghĩa của đồng bào đối với mình. Tại vì nó đi cái nghĩa thì nó phải có cái tình, mà cái tình đi trước á, mình mằng mình đối diện với mọi người á thì nó đã có cái tình, thì mình không còn hơn thua, và mình hãy làm lấy những cái gì của bản năng của mình có, và bản thân của mình lấy mồ hôi nước mắt của mình á, mằng lấy đồng tiền để mình ăn á. Và một ngày ví dụ mình mằng được 300.000 thì mình xài, và mình xài sao rồi khi mà mình ăn á, để mà mình ăn sao rồi mình làm, thì bây giờ nó cũng bình thường thôi. Em về, anh về nhà thì anh mằng thì ngày 300.000 thì anh vô anh mằng là anh không có lợi dụng của ông, anh mằng thì hoài thôi, tôi về lấy tiền thì ăn cũng sống bình thường. Thì bây giờ cái nghĩa đó em biết sao đâu không, là ở cái chỗ nhân quả này nè, người ta đã thấy là bây giờ anh đã thấy, mà em về em ngủ sao mà em buông xuống em ngủ liền, không phải là mình mằng mệt mỏi mà ngủ liền ha, là mình không còn tính toán, mình không còn sợ sệt, mình không còn sợ gì nữa hết. Chuyện mình làm đó là giữa trời đất này thấy, hai bên thấy cho mình. Vậy là trong cái chỗ này em hơi hiểu ra một chút xíu nha. Có nghĩa là trong cái chuyện ăn, chuyện làm của mình á, là mình có tứ trọng ăn. Là mình nói là cổ quyền của mình, ông bà cha mẹ cổ quyền của mình là một phải không ta? Ông bà cổ quyền, rồi đồng bào, nhân loại, với lại là chúng sanh của cái toàn cầu này phải không ta? Nó thì bốn cái thứ trong ăn như vậy, thì thay vì mình đi xả thân mình đi trả cho thứ không ăn thì mình ăn và mình làm, thì coi như mình cũng đang trả cho thứ trong ăn, và mình làm hết sức mình làm sao cho còn cái nghĩa với đồng bào cha mẹ anh em và nhân loại của mình, phải không Đúc? Là có nghĩa là cái ý sâu là đi vô đó, nó đi sâu vào chỗ đó. Tại vì mới nói cái ăn thôi, để mình người mình anh nói là anh tập thôi, có nghĩa là nói là cứ tập thành á. Nhưng mà khi em nói vô đó là cái ngày mình về mà mình hiểu được tứ trọng ăn, là mình hiểu được cái học ăn học nói này rồi mình hiểu được tâm chân ý chân tình chân rồi, và mình hiểu được đường lối của Bắc Dương đi trên đường này rồi, đường có dấu chân của Phật đi đó, thì mình đã hiểu rồi, thì mình trở về thì mình người bình thường thôi. Mình làm thì vợ con của mình nó cũng là nợ của mình, nó cũng là nhân duyên, mà nó cũng là nợ, nói là cũng là nợ mà cũng là nhân quả luôn, nó cũng là nhân quả. Cho nên đó mà linh hồn mình thì hàng ngày mình vô cung quyền của mình, và mình chỉ đốt ba nén nhang đó, để mà mình cũng là để mình giấy mình làm gì đó cho để. Nhưng mà nói cho em nghe chỉ đơn giản thôi, tại vì bình thường á người ta không hiểu á thì người ta lại sợ lúng túng. Nhưng mà cái ăn đó thì em làm chuyện bình thường thôi, chứ khỏi cần cho nó lớn, đừng có làm gì mà đừng nghĩ nó lớn quá. Sự thật trước mặt mình, sự thật ở trong cuộc sống của mình, mọi chuyện nó ở ngay trong trước mắt của mình hết, là đang mình đang sống, mình đang thấy và mình đang làm. Đó là thánh nhân chọn những chuyện đơn giản nhất, nó là đơn giản nhất nhưng mà nó là hữu hiệu nhất. Dạ. Cho nên tại sao những con anh nó nói về, tại sao đúng ra là mày phải đi theo nhập phe, hay là để rồi mày lên làm sư, hay là làm anh lại rất sợ, anh rất sợ điều đó. Bởi vì anh ăn cái này nè, anh đã mang nó rồi, mà linh hồn của anh nó đã gắn với anh hàng ngày đã liền. Nếu anh nói tới đây á thì nó chỉ là ngắn ngủi, nhưng mà nó nói ra đúng ra hơn á là bắt đầu tôi mới nói ra tới cái chữ mà nói nữa. Như em ha, cho em xin hỏi thêm hai câu nữa nha. Dạ, nói hỏi đi. Thì mình ăn á thì thầy có nói là tu hành thì bất lực mặn chay. Dạ. Thì nhưng mà trong cái chữ ăn này là mình cũng đang đi chú đưa ăn để ăn. Thì em xin hỏi Đúc là cái người tu mình nên ăn mặn hay ăn chay, hay là hai đường lối ăn mặn ăn chay đó mình phải phân biệt sao Đúc? Cái phân biệt mặn chay á thì tùy theo cái người mà để người ta đi tu. Dạ. Còn như anh á về á thì chay cũng được. Anh đi làm ví dụ người ta thương anh, ta cho anh ăn chay thì anh ăn chay. Còn người ta không thương thì ta cho ăn mặn, anh cũng ăn mặn. Thì mình nói còn đây là thương với ghét ha.
Dạ. Đúng ra là tới đâu người ta cho mình ăn cái gì là mình ăn cái đó. Dạ, ở nhà anh cũng vậy thôi. Anh không có quan tâm về ăn mặn với chay. Mặn với chay không có. Tại vì tại sao không? Ăn mặn á, nó cũng có nghĩa nữa. Tại vì sao có nghĩa? Là tại vì mình quyết tử mình đi tu, rồi mình quyết tử đi làm hiền á, mà giải thoát á. Nếu anh nói cái này á, thì nó không biết có nghịch với trong bổn đạo hay không. Nhưng mà dạ, anh nói theo ý anh thôi nghe. Dạ, anh nói theo bản thân anh thôi, anh đang làm thôi. Dạ. Theo anh biết, mà để có nghĩa đó. Cũng như là em cắt cổ một con gà, nhưng mà không phải đi bán, buôn bán nha. Nhưng mà để dùng cho thể xác mình nó đủ cái năng lượng nha. Là anh ăn con gà, miếng gà đó, là anh sẽ nói trong tâm anh, ta sẽ ăn được miếng của thịt gà này, ta ăn ngươi, thịt của ngươi, nhưng rồi ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Thì nếu ta giải thoát, là ngươi được giải thoát, ta sẽ chịu trách nhiệm ở chỗ linh hồn của con gà này. Dạ. À, miếng gà mà mình cũng chấp nhận lãnh nguyên con gà đó luôn ha. Lãnh, ăn một miếng là lãnh luôn. Tại vì á, bản thân của mình á, là anh không có ăn chay, ăn mặn gì, không có quan tâm. Nó có quan tâm cái vụ đó đâu. Nhưng mà ăn bình thường thì anh cứ vẫn ăn bình thường, nhưng mà anh không thể nào ăn nhiều được. Dạ. Nó vậy thôi. Là đó mình sự cân bằng đó. Cân bằng cho cái thân thể của mình thôi, chứ không phải là dưỡng nó. Hay là không phải là mình để mà mình đài tiều tỵ. Cho nên điều đó đó mà đi tu hay là đi làm hiền gì cũng vậy, phải có trách nhiệm. Là ăn một lọt đọt dao cũng vậy, hay là hái một cọng cải cũng vậy, tất cả đều là lúc nào có trách nhiệm ở trong mình hết. Thì anh hỏi em vậy chứ không phải ăn cái đó là không phải cái nghĩa sao? Vì anh dám chịu trách nhiệm cái những cái điều đó. Chứ còn bình thường người ta ăn đó, thì dù có người ta nói ôi giặt chữ nhân, thì ăn cho nó đã hay là sao đó là chuyện của mình không biết. Còn cái này đối với anh ăn cái gì cũng vậy, anh biết một điều, nếu anh ăn là anh sẽ chịu trách nhiệm điều đó. Cũng như em có một người, có hai vợ chồng, có một con gái mà muốn gả kiếm dễ cho nó hiếu thảo hay là nó biết lo. Nhưng mà khi em gả cho một thằng mà nó về nó biết lo cho con em, nó có trách nhiệm và bổn phận của làm chồng, thì em thấy em vui không? Dạ. Em thấy nó có ý nghĩa không? Dạ. Nó là ý nghĩa. Thì ăn chay ăn mặn gì nó cũng phải có trách nhiệm mới được. Hãy chịu trách nhiệm đó. Và nó là gì? Nó là một cái bản án ở sau lưng của mình. Mình nên nhớ là lúc nào cũng vậy hết, cái bản án nằm ở sau lưng mình đó. Tại vì con người nó có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Mặt phải thì lúc nào thấy cũng đẹp đẽ, nhưng mà mặt trái lúc nào nó cũng nằm ở sau lưng mình hết. Không biết người ta có nghĩ nhớ tới không thôi, chứ thật chắc là phải nhớ. Thì mình làm cái gì, mình ăn cái gì cũng nhân quả tội phước nó đi theo. Nó liền theo tay mình, nó trước mắt mình. Dạ. Nó đâu có gì lạ đâu. Ở trước mắt em làm sáng bước ra làm thấy chiếc xe ò e là nó là sanh tử bệnh lão rồi. Phải không? Còn nhân quả thì chuyện em đang làm đó. Vậy bây giờ á anh Út, thì như các cái vị sư mà người ta ăn chay đi, thì người ta có cái phần thanh nhẹ trong cơ thể người ta đi, với lại nó giảm nghiệp sát đi. Còn như huynh Út á, là mình có chay có mặn. Dạ. Tùy duyên. Dạ. Rồi bây giờ đó là mình giải cái nghiệp quả đó, thì người ta ai cũng sợ nhân quả, thì người ta ăn miếng thịt mặn nó cũng sợ nhân quả, với lại là có tình thương chúng sanh người ta không ăn. Còn bây giờ là như Huynh Út thì cái chỗ đó Huynh Út giải như thế nào nè? Đây để tôi giải, mà anh giải thì nó hơi nghịch với người ta, nhưng mà ông nói một câu gì, ông nói đắm hồng trần bởi quen thối tục, mà người siêu phàm phải đi nghịch dòng duyên. Đó. Nếu ở đây anh giải nghịch lại, nếu em ăn được một con gà đó mà nó giao cho em mà em đúng chỗ mà người em nên giao không? Giao. Nói chung là nhân trước sau thì cũng phải chết. Nó trước sau nó cũng nằm ở chỗ con đường sinh tử này. Dạ. Nếu mà mình lãnh nó thì nó tội gì, nó không là nó không để giao cái thân nó cho mình. Dạ. Mà nên nhớ là không phải lạm dụng. Dạ. Không có quyền lạm dụng. Không có quyền mà mình biết như vậy rồi mình muốn làm sao làm, hay muốn giết là mình giết, hay là mình bình thường thì anh đi ngang qua đường, anh chạy xe đi mà anh gặp con gà hay con chó chạy ngang, còn anh còn lưng bựng mình sợ cán nó. Tại vì khi mình tu là mình đã có tình thương trong mình rồi. Dạ, nó có sẵn rồi, tại vì mình muốn giải thích thì nói cho nó màu mè, cho nó nghe nó đẹp đi đó, như thằng chắc nó có sẵn rồi. Dạ. Mà mình không có chịu mà để tìm vô đó.
Thì anh cũng vậy thôi, có những lúc anh cũng bị tận tị thôi, tiều tị thôi. Nhưng mà khi lúc anh về anh khỏe lại thì cũng ăn bình thường, chứ không có gì. Thì đó, nếu mà ở đây ăn á, mà có trách nhiệm thì tự nhiên nó có nghĩa. Mọi việc trên đời này ai ai cũng có cũng được làm việc nghĩa. Mà hỏi gì chứ mình làm từ cái việc làm rồi tới cái chuyện ăn rồi tới chuyện mà để mà mình đi tu hay là gì đó. Mình coi mình có cái trách nhiệm không. Nếu mình có trách nhiệm thì anh nói cho em là đạt. Nhưng mà nên nhớ là lúc nào nó cũng là quyết tử nha. Là bản án nó nằm lúc nào nó cũng ở sau lưng mình. Có nghĩa là trong cái chữ ăn đó vừa giữ nghĩa nè, vừa theo nhân quả nè, vừa chịu trách nhiệm nè, là mọi thứ khi mà mình đút chân vô bất kỳ cái chuyện gì là mình phải hiểu được thấu tới cái phần cuối cùng của nó, đi tới nhân quả luôn. Là lúc nào mình cũng thấy là mình phải chịu trách nhiệm. Em làm cũng vậy, người ta em lại anh mằng cho người ta thấy anh vậy mằng một mới đầu ta không biết, nhưng mà lúc sau ta biết anh rồi, thì ta dám giao đồ đạc để ta anh giữ. Thì ta biết anh là người có trách nhiệm, ta mới tin anh. Nhưng mà cái người giao trách nhiệm đó em biết gì không, là người khôn. Là tại vì biết thằng này được có trách nhiệm để mà biết giữ gìn. Thì con gà nó cũng vậy. Nhưng mà hồi đó giờ ví dụ như mình ăn mặn vậy đó anh Út, có mặn có chài vậy đó, rồi có bao giờ là những con vật đó nó về nó gặp mình, nó nói chuyện, hay là nó ảnh hưởng gì tới sức khỏe mình, hay là cho mình biết cái gì không anh Út? Mình có trải qua cái chuyện đó không anh Út? Nói chung gặp con vật, mình ăn con vật đó đó mà để gặp á thì anh không có gặp. Tại em biết sao mà em hỏi gì không? Sao đó? Là tại vì á em ăn mà em còn sợ. Thật ra mình làm quá đi, mình lạm pháp quá, mình lạm dụng nhiều quá, rồi mình cắt cổ nhiều quá, rồi mình sợ nó về nó đòi mình. Thì cũng như những cái mẫu chuyện ở trên YouTube ta kể vậy đó. Nhưng mà thằng cắt nó đâu phải vậy. Nếu mà mình có trách nhiệm thì bây giờ mình thổi thử vậy chứ, thì nó cũng như món đồ vậy thôi. Món đồ em có một em có được vài chục triệu mà em được bắt đi bắt tử, hay là nó có chuyện gấp quá mà em từ đó giờ, ví dụ em có biết anh Tân Anh rồi đó, thì em nói đó, bây giờ tôi giao cho anh 20 triệu này, anh chút nữa hay là mơi giờ tôi ghé tôi gặp anh lấy nha, để tôi rồi tôi không đem theo được, sợ này kia, thì em thấy sao? Thì em thấy em tin thôi. Dạ. Nhưng mà em không có đồng lo mà anh đồng lo. Dạ. Thì anh lo chứ, anh là người giữ thì anh người lo. Nhưng mà nó chưa kết thúc là gì, bản thân anh giờ anh còn đang làm, anh còn đang sống, mà tới ngày anh nằm xuống á là nó mới có kết quả, là mới biết là tội phước nhân quả như thế nào. Thì đó mình mới phân tách đúng ha. Mà nói cho em nghe, nếu em làm phải thì có thằng đội cho, mà em đi ra ngoài đường mà lỡ trời mưa mình sấm sét anh cũng dầm thẳng thôi. Đó là tới đó anh cũng vậy đó. Dạ. À, thì đó đó quý vị, thì đó là mình một chủ đề ăn thôi, mà thật sự nữa chỉ chữ ăn thôi mà nó phải trả, phải giữ nghĩa để trả tứ trùng ăn. Rồi mình ăn làm sao để mà mình không có lạm dụng, để mình không có bị vướng vào nhân quả xấu. À, thì bây giờ cái clip về ăn này của mình chỉ ăn thôi mà nó cũng dài rồi, nhưng mà có một cái anh Út ơi, thì hồi đó giờ kênh em thường có cái vụ mà thơ văn. Yeah. Thì nhiều khi những cái nhân vật cũng tặng quý khán giả một hai bài thơ, thì Huynh Út có bài thơ nào tặng khán giả cho mình ở cái clip hai này không Huynh Út? Dạ thôi cũng xin chào khán giả ha, và cũng có bài thơ này, thì những gì tôi giải đó thì tôi có bài thơ gì ở đây là: đắm hồng trần bởi quen thói tục, mà người siêu phàm phải đi nghịch dòng duyên. Dạ thôi thì cũng chúc quý vị là một mùa dịch này ha, và được mạnh mẽ lên, và hãy cố gắng lên, và hãy gìn giữ bản thân mình, và xin cảm ơn. Rồi bây giờ thì Nguyễn sẽ kết thúc clip tại đây. Thật ra mọi người mình biết là Huynh Út này còn cái nhiều cái chiêu đặc biệt lắm, tại vì mình có nhiều khi mình mình không biết cái gì đó mình cũng hỏi Huynh Út nhiều lắm, nhưng mà lên clip thì một hai clip đầu Huynh Út cũng còn ngại, thì hy vọng là mình sẽ làm được những cái video clip và lột tả được những cái phần vô vi, những cái phần mà Huynh Út rất là hay mà Nguyễn chưa làm được. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Bye bye quý vị.